Bạn cần nắm coi để quay iClinic. Liên hệ ngay với Mr. Hunginter. Uy tín, an toàn và chất lượng. Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bài review dành cho cái phiên bản mới nhất của Ferran Torres. Đó chính là cái phiên bản mà full chỉ số 98 khi chúng ta để cho Torres đá vị trí là RWF. Ngoài ra thì Torres cũng đá được một vài cái vị trí khác như em để thấy ở đây là CF này, hai cánh, RWF cũng ok, RMF cũng ok. Tuy nhiên thì với cái phiên bản khá là trẻ này của Torres ấy, với cái bộ chỉ số như thế này ấy, thì theo anh em đánh giá là chúng ta nên để đá cái vị trí nào? Thế mình thấy đối với một cầu thủ mà chạy cánh ấy, thì những cái bộ chỉ số về dây bóng như này là chưa đủ, thực sự là chưa đủ. Nên có một cái bộ chỉ số là 99 như kiểu của Ryan Giggs là một cầu thủ chạy cánh quá đỉnh rồi. Hay là trường hợp của David Beckham, cái phiên bản của MU hay bất kỳ phiên bản nào ấy, có cái bộ chỉ số về ball control, về dribbling, về time possession nên có cái bộ chỉ số là 99 thì nó sẽ ngon hơn. Vậy thì với cái bộ chỉ số này có lẽ là về cánh thì nó sẽ không quá ngon. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để các vị trí như là CF thì sao? Chúng ta có cái khả năng về dây bóng khá ok, nhận thức tấn công cũng ok, truyền trọt khá là ổn so với cái khả năng về truyền là chúng ta có cái low pass và loop to pass như thế này, mình đánh giá khá là cao. Dứt điểm có lẽ là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà khả năng dứt điểm của Torres thực sự là không quá bén. Tuy nhiên thì cái tốc độ có lẽ sẽ bù lại cho chúng ta trong khoảng dứt điểm. Có thể là xếp cho Torres đá cặp cùng với một tiền đạo dứt điểm nó bén hơn, và khi đó thì chúng ta có thể là sử dụng cầu thủ bén đó, tiền đạo bén đó để chúng ta để ghi bàn dứt điểm. Các kiểu mọi tư thế thì mình nghĩ là Torres sẽ là một cái vị trí hỗ trợ khá là hoàn hảo với vị trí CF mà theo cái thiên hướng là đá no style như thế này. Balance cũng khá là tốt và cái stamina cũng rất là ổn để giúp cho anh em đá full 90 phút thì mình nghĩ là cũng không có vấn đề gì. Một cái được nữa của Torres đó chính là khả năng đá tốt bằng chân trái nữa, thành ra là mình thấy cái này cũng khá là ok. Mình mới add thêm cái skill là one touch pass dành cho Torres và cũng còn thừa một slot để anh em thể add thêm nhé. Thì ngoài cái đấy ra thì khả năng về truyền của Torres cũng khá là ok này, có double touch này, cũng dê rất là hay, rất là mượt, pinpoint crossing, truyền trọt các thứ rất là chính xác. Style thì là prolific winger thì đương nhiên là hợp với đá cánh, tuy nhiên thì mình sẽ xếp cho Torres đá cắm để xem như thế nào nhé. Ok, chúng ta cũng có một cái trận đấu cùng với Torres ở đây, khi mà mình sẽ xếp cho Torres đá hơi lệch sang bên phải một chút xíu. Khi đó thì chúng ta sẽ có một cầu thủ dứt điểm đó chính là Depay, và xem được khả năng về truyền trọt của Torres sẽ như thế nào nhá. Tuy nhiên cái điểm đáng lưu ý ở đây là chúng ta sẽ có cái skill là through passing kết hợp với khả năng về truyền trọt, truyền tốt bằng cái cách truyền là truyền ngắn cũng như là truyền dài vượt tuyến. Thì mình thấy được rằng là đá cánh cũng là một cái phương án khả dĩ, nếu như anh em đá một cái chiến thuật như của Pep Guardiola chẳng hạn, thì đây cũng là một cầu thủ mà rất hợp với cái chiến thuật đấy rồi, lắp vào đá luôn. Còn ngoài ra đối với những chiến thuật khác thì mình nghĩ là nó cũng không có cái kiểu như là bứt tốc khá là nhanh ý. Thực tế mình test một vài chiến thuật về cánh dành cho Torres thì bứt tốc không quá nhanh, tốc độ thì cao nhưng mà nó bứt tốc không quá nhanh, thì duy trì được cái khả năng vượt qua được hậu vệ là rất là khó, khi mà chúng ta luôn mong muốn một cái mẫu tiền đạo cánh nó khả năng bứt tốc và thoát đi càng nhanh càng tốt, thì Torres mình chưa thấy được điều đó. Tuy nhiên thì khả năng truyền trọt thì đây, ui anh em thấy cái đường truyền này, mình không biết là do team bạn hay như thế nào mình có thể truyền được quả bóng này, nhưng mà thực sự là cái đường truyền nó cũng khá là tầm nhìn. Khi mà biết được thì Pay là đang đà gài số mà có thể chạy quả đấy thì cũng khá là ảo. Ok, một vài cái điểm khác thì mình nghĩ khả năng dê bóng của Torres cũng là một cái điểm cộng, khi mà Torres dê nó cũng có thể nói là dẻo hay cái kiểu là hơi ảo một tí xíu, cảm giác anh em dê nó hơi cứng, thực ra là dê nó hơi dẻo đấy. Anh em hình dung nó hơi bị ngược đời một tí xíu, nhưng mà kiểu như là như thế nào thì mình không biết nói như thế nào, nhưng mà anh em có thể hình dung được rằng là nó hơi kiểu của Ronaldo ấy, dê nó hơi kiểu loạn choạng nhưng mà kiểu gì nó cũng qua được người đấy, nó thể kiểu như vậy.
và dứt điểm thì có lẽ là sẽ là cái điểm nó không ok lắm dành cho Torres. Anh ấy thử xem cái buổi livestream của mình hôm vừa rồi thì mình cũng có đá Torres cũng như là Mahrez, thì Torres trong một vài cái trận đấu dứt điểm khá là hay. Tuy nhiên thì những cái pha đơn giản dứt điểm rất là khó hiểu, và cái điều đấy sẽ gặp với những trường hợp cầu thủ trẻ như này, độ chỉ số dứt điểm chưa được nâng cấp. Ngoài đời cũng như vậy, đá nhiều khi là mấy quả nó rất là hay, mấy quả nó lại hơi bị phập phùng tí. Thì đấy là cái điều nó cũng hiển nhiên thôi. Và mình thấy được Konami làm nó cũng khá là chính xác. Thì nếu mà chúng ta xét cái bộ chỉ số nhá, và in game. Còn với trường hợp của những tiền đạo đang rất bé như là Mbappe, anh em thấy được rằng nó sút quả nào cũng vào đúng không? Đấy là những cái mà nó khá là khác biệt về in game so với những cầu thủ khác. Ok, những cầu thủ khác nhau là có in game khác nhau hoàn toàn. Là chúng ta sẽ gặp khó khăn khi mà chúng ta kiểu so sánh cái cầu thủ này với cái cầu thủ kia. Thứ nhất là anh em hay bảo mình là so sánh cái này cái kia đi, nhưng mà thực tế là cái style nó có phù hợp hay không, anh em phải tự hỏi mình cái câu hỏi đấy trước đã. Đó, và cầu thủ đấy có hợp với lối chơi không thì đấy là tính sau. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là style như thế nào, nó có hợp với sơ đồ chiến thuật hay không. Đấy, cuối cùng là cái cách đá của anh em nó có ok hay không. Đó là những điều thế thôi. Còn quay lại với Torres thì khả năng xếp bóng cũng rất là tốt rồi, chuyển rất là chính xác. Khi mình add thêm cái skill chuyển một chạm thì khả năng về chuyển chọt ban bật nó cũng ok hơn một tí chứ không phải là quá hay. Vì anh em thấy giống như cái đầu đoạn đầu mình nói đấy, khả năng bứt tốc không quá cao. Vậy thì làm sao có thể là kiểu bứt tốc 1-2 nhanh được đúng không? Nhưng mà không sao, vẫn đủ dùng. Nào Torres, dứt điểm nào. Ok, rồi với khả năng về chọn vị trí thì mình thấy được rằng là với một cầu thủ mà có cái nhận thức tấn công là 88 ấy thì nó là ok, tạm dùng, tạm đủ dùng. Và hy vọng vào một ngày mà sớm thôi, Torres có cái live update là A đi, chúng ta test nó cũng sẽ được nét hơn. Nhưng mà đối với live update là C thì mình nghĩ là một cầu thủ chỉ số 98 này nó cũng khá là ok rồi. Anh em nào mà ưa hàng trẻ thì tung vào mà đá thôi. Mình thì mới rất hàng trẻ rồi. Em với con hàng trẻ này thì mình rất yêu quý. Mình thích đá luôn, suốt ngày luôn. Thực ra thì cái phiên bản này của Torres thì mình cũng chưa up được full cái độ quen thuộc. Mà anh em thấy được rằng là 60% mà đá như thế này thì cũng khá là ok đúng không? Và ngay kể cả cái buổi livestream mình cũng chưa đá được full đâu, chắc là tầm khoảng 50 bao nhiêu đấy thì đá nó cũng rất là nét. Ok. Rồi, nhìn chung thì đá bên cánh phải này mình thấy nó hợp lý hơn. Mình có xếp một vài lần cho Torres đá vị trí bên trái, CF lệch trái, thì những cái pha bóng của chúng ta hơi bị tù túng một tí xíu. Tuy nhiên là khi đó chúng ta dựa nhiều vào Torres có thể là thoát xuống và ghi bàn cho chúng ta. Nhưng mà thực tế là dứt điểm nó hơi kém. Ok. Chúng ta sẽ đến ngay hiệp 2 nhé. Let's go. Và với cái vị trí đá lệch phải như thế này thì chúng ta có thể là tận dụng được khả năng việc chuyền chọt của Torres. Thì những đường chuyền của chúng ta sẽ có độ hiểm hóc hơn khi mà phía trên bên cánh trái là một tiền đạo nó chạy chỗ ngon. Chiều của Depay mình nghĩ là chạy chỗ cũng khá là tốt đấy. Và nếu có thể là anh em có thể chơi Van Basten, có thể chơi những cầu thủ khác mà chạy chỗ nó ngon ấy thì mình thấy nó khá là hay. Còn Torres sẽ giống như là một cái người mà làm bóng thôi và dê bóng tạo ra cái sự đột biến thôi. Đấy, đây là cái điểm mà chúng ta có thể sử dụng thông qua cái sử dụng Torres như thế này. Ok. Vậy, thế rồi. Anh có thấy được rằng cái khả năng bứt tốc của Depay nó nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta so sánh với Torres thì đấy là cái điểm mà chúng ta có thể tận dụng đối với những chiến thuật như thế này. Và nếu mà anh muốn dùng Torres nhá để đá trong những chiến thuật như thế này. Còn đối với anh em nào mà thêm về đá cánh thì vì Torres có thể đá hai cánh mà, anh có thể xem là cánh nào thay đổi nó đổi gió một tí. Cánh phải thì toàn đá cánh phải thì là đá cánh trái thì nó sẽ hay, nó sẽ tạo ra sự đột biến. Đối phương có biết được một lần đúng không? Ok. Trên này anh thấy chạy rất chậm, bứt tốc đến rất chậm, nên là cái vòng như thế này không ăn thua, nên giữ là một nhịp làm cái gì đấy chuyền tròn lên cũng được, chứ đừng cố gắng chạy như thế vì mình thực sự không ăn thua. Mình nói thật luôn, không ăn thua đấy. Có thể dùng skill, đúng rồi, skill với Torres thì khá là ok. Double touch một nhịp chuyền lên trên đấy, hợp lý luôn. Đây rồi, phối hợp thì nó phải lấy đà từ từ. Hai bóng này thì đi là team bạn nó cũng có cái sự là hơi bị lỡ trớn. Tốc độ đường dài thì khá là ok của với Torres. Và dứt điểm thì ok, tạm được vào chính giữa thì không có vấn đề gì. Ok, chứ là team bạn cũng thoát rồi. Thì và đó là cái bài review rất là nhanh thôi mình dành cho Ferran Torres. Thì đây cũng là một cầu thủ rất là trẻ. Mình cũng đã một lần làm về phiên bản này, về thẻ base của mùa 2020. Và mình cũng để đá CF thì cũng thấy được cái khả năng về dây bóng và chuyền chọt. Hiện tại thì năm nay Torres có khá là nhiều các phiên bản mới về feature player. Hy vọng là anh em sẽ mở ra những phiên bản này. Và nếu anh em nào muốn phiên bản này thì có thể test thử xem nhé. Ok, hy vọng là Torres sẽ phù hợp với lối chơi của anh em. Đừng quên like, subscribe, tiếp tục ủng hộ Talk Play Games. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.